Tôn Ngộ Không thoát kiếp bị luyện thành nước nhờ ba sợi lông Bồ Tát ban cho. Vậy rốt cuộc nguyên hình của ba sợi lông đó là gì? Không có thứ này cứu mạng thì có lẽ Tôn Ngộ Không đã không thể giữ được mạng sống trong bình âm dương nhị khí. Những ai đã từng xem qua bộ phim Tây Du Ký thì hẳn đều đã thấy cảnh Tôn Ngộ Không nhổ ra một nhúm lông từ trên người, đặt trước miệng, thổi một hơi liền biến ra được một bầy khỉ. Nhưng chúng ta đều biết rằng đây không phải là tuyệt chiêu lợi hại nhất của Tôn Ngộ Không. Trước kia thì quan âm Bồ Tát Từ Bi đã cho con khỉ này ba sợi lông cứu mạng, đồng thời dặn dò rằng nếu rơi vào bước đường cùng, có thể tùy cơ ứng biến để tự cứu người khỏi cảnh ngộ nguy cấp. Vậy thì Ba sợi lông cứu mạng mà Bồ Tát ban cho thần kỳ tới mức nào. Như mọi người đều biết thì trên người của Ngộ Không có rất nhiều lông, những sợi lông này cũng có thể tùy cơ ứng biến, thậm chí còn có thể sử dụng hết lần này tới lần khác, dùng hết lại nhổ trên người mà không hề khiến cho Tôn Ngộ Không bị tổn thương. Chính vì có những sợi lông biến hóa theo ý của mình, lại dùng mãi mà không hết nên cả đời của Tôn Ngộ Không cứ như được hầu thuẫn làm việc gian lận vậy, và lần nào thì cũng đánh đầu thắng đó. Thế nhưng có thể thực sự cứu mạng được Tôn Ngộ Không trong trường hợp nguy cấp chỉ có 3 sợi lông và hậu vương chỉ dùng đúng một lần ở Sư Đà Lĩnh. Kiếp nạn ở Sư Đà Lĩnh đã gây ra không ít những nguy hiểm cho thầy trò đường tăng trên đường sang Tây Chúc Thịnh Kinh. Tại đây thì Tôn Ngộ Không đã phải đối đầu với Thanh Sư Tinh, Bạch Tượng Tinh và Đại Bàn Tinh yêu quái chuyên an thịt người. Tuy bản lĩnh không kém đại bàn tinh Kim Sĩ Điểu, nhưng khi giao tranh cùng với ba đầu đệ của đường tăng lại thất bại hoàn toàn. Và điều này đã không khiến cho ngộ không nao núng cho đến khi Lão Tôn bị nhốt vào bên trong bình âm dương dị khí của Kim Sĩ Điểu. Có thể nói đây là pháp bảo lợi hại nhất mà Tôn Ngộ Không từng nếm thử. Bị nhốt trong bình âm dương dị khí, Tôn Ngộ Không dốc hết sức lực, cũng không thể thoát thân, suýt nữa thì bị luyện thành nước. Kiếp nạn này của Ngộ Không được mô tả trong nguyên tác như sau. Hành giả thấy mắt cá chân có chút đau nhức, vội sờ tay xuống hóa ra đã bị thiêu mềm rồi. Hốt hoảng nghĩ là làm sao đây, mắt cá bị thiêu mềm rồi. Thành người tàn phế rồi, không kiềm nổi mà rơi lại. Cuối cùng thì phải nhờ vào sức mạnh của ba sợi lông cứu mạng được Bồ Tát ban cho, Tôn Ngộ Không mới phá bình ra được bên ngoài. Cần phải biết rằng bình âm dương dị khí là pháp bảo có trước cả trời đất. Trong Tây Du Ký có giới thiệu như sau, pháp bảo của Đại Bàng Kim Sĩ Điểu, có chứa hai khí âm và dương. Bên trong có 7 vật báu, 8 quẻ, 24 tiết khí, phải có 36 người đúng số thiên canh thì mới khiên nổi. Từ đó có thể thấy rằng là ba sợi lông cứu mạng mà Bồ Tát ban cho tôi ngộ không đã có pháp lực mạnh hơn pháp bào của đại Bàn Kim Sĩ Điểu. Và điều đáng nói hơn nữa là ba sợi lông không có nghĩa là chỉ có thể dùng được 3 lần cũng không phải là dùng một lần sẽ hao phí một sợi. Ví dụ như khi khoan bình âm dương dị khí, ba sợi lông đó, một sợi biến thành mũi khoan, một sợi biến thành cần khoan, một sợi biến thành dây khoan. Khi dùng xong thì lại có thể gắn lại trên đầu để lần sau sử dụng tiếp. Nhưng sau lần đầu tiên sử dụng, Tôn Ngộ Không không dùng thêm lần nào nữa. Và câu hỏi đặt ra là vậy tại sao Tôn Ngộ Không lại chỉ dùng bảo bối tốt như vậy có một lần? thực ra thì nguyên hình của sợi lông cứu mạng là lá dương liễu trong bình ngọc tịnh được qua âm bồ tát biến thành tuy là lá liệu ấy thần kỳ nhưng một khi rời xa được nước cam lộ trong ngọc tịnh nó sẽ dần dần khô héo và điều ấy cũng có nghĩa là sợi lông cứu mạng trong tay của tôn ngộ không không phải là không có giới hạn mà là vật xa xị dễ hao tổn giống như là chanh ngày thường chúng ta cho vào trong nước mỗi lần thêm nước vị chua sẽ nhạt dần đi Ba sợi lông ấy cũng vậy, dùng một lần tức là hao tổn một chút, cho nên tôn ngộ không không tùy tiện đem ra dùng, bởi suy cho cùng thì nó vô cùng quý giá và hữu hạn. Nếu không thực sự cần kiếp sẽ không dùng đến. Clip của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo.